bạn đã quay trở lại với kênh Khám Phá Không Gian. Thưa các bạn, những hình ảnh các bạn đang xem là hình ảnh của đoàn từ thiện do bạn Tuấn Kiệt ở xã Mỹ An, huyện Chợ Mới của chúng ta vận động từ các mạnh thường quân hỗ trợ chia sẻ những giọt nước ngọt đến với người dân ở xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đây là những giọt nước nghĩa tình giúp người dân nơi đây vượt qua cơn khát giữa mùa nắng nóng. Thưa các bạn, thời gian qua do nắng nóng gay gắt kéo dài khiến hàng ngàn người dân ở vùng Gò Công, tỉnh Tiền Giang quay quắt với tình trạng thiếu nước ngọt sinh hoạt. Trước tình cảnh khó khăn đó, thì bạn Tuấn Kiệt ở xã Mỹ An đã đứng ra kêu gọi các cá nhân, các mạnh thường quân trong và ngoài địa phương hỗ trợ tiền mặt, nước lọc, phương tiện xe như là xe tải để hỗ trợ cho bà con. Đoàn đã sử dụng xe tải nước ngọt từ huyện Chợ Mới của chúng ta vượt qua hàng trăm cây số để đến đây giúp cho người dân ở Gò Công giải cơn khát. Các bạn xem trên xe tải ở phía trước xe nè, có gắn dòng chữ nè: Mỹ An, Chợ Mới, An Giang sẽ chia giọt nước nghĩa tình dùng ngập mặn Tiền Giang, Bến Tre. Đây là những chuyến đi hỗ trợ cho bà con tỉnh Tiền Giang. Sau chuyến đi này á, vài ngày nữa đoàn sẽ tổ chức đi hỗ trợ cho bà con ở tỉnh Bến Tre nha các bạn. Hình ảnh quay, hình ảnh chụp này á, cho đoàn từ thiện gửi chúng mình đăng lên để cho mọi người cùng xem những nghĩa cử cao đẹp này, cũng như gửi lời cảm ơn đến các cá nhân, các mạnh thường quân đã hỗ trợ nhiệt tình. Thưa các bạn, bạn Kiệt cho biết á, chuyến hỗ trợ này bạn dùng đến 6 chiếc xe tải chở 50 khối nước. Ngoài ra trong chuyến đi này á, còn nhận được sự hỗ trợ từ các cá nhân, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm á, là 200 lốc nước suối, 1 lốc là 12 chai, 30 bình nước lọc, mỗi bình dung tích là 21 lít, về đây để tặng miễn phí cho bà con. Đây là những hình ảnh người dân trong đoàn từ thiện đi cùng với bạn Kiệt, cùng nhau sang từng giọt nước vào từng canh nhựa cho từng hộ dân này các bạn xem. Đoàn chia ra thành nhiều nhóm để đến từng ấp hỗ trợ nước cho bà con nha các bạn. Đi về ai? Bạn trong giai đoạn khó khăn này á, những món quà tuy không lớn lao về mặt vật chất nhưng đã phần nào chung tay với xã hội chia lửa ấm tình người, san sẻ nỗi khó khăn. Xuất phát từ tấm lòng từ bi của các nhân, các mạnh thường quân mang dòng nước ngọt yêu thương đến với bà con nhân dân xã Bình Xuân, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Mình thay mặt bà con nơi đây xin chân thành cảm ơn bạn Kiệt cùng với các anh chị em trong đoàn đã đến chia sẻ từng giọt nước ngọt cho bà con. Đặc biệt là xin cảm ơn tất cả tấm lòng già của mạnh thường quân, quý
nhà hảo tâm để hỗ trợ giúp cho những dòng nước chịu hạn mặn trở nên ngọt ngào dễ tính hơn. Hình ảnh này góp phần dịu đi cái nắng chói chang, giúp người dân nơi đây thêm mát lòng trong những ngày chờ mưa về nha các bạn. Thưa các bạn, như mình đã nói trên á, sau chuyến đi này á, thì vài ngày nữa đoàn sẽ tổ chức đi hỗ trợ cho bà con ở tỉnh Bến Tre. Các bạn có lòng hảo tâm hỗ trợ thì liên hệ trực tiếp với bàn kẹt thông qua số điện thoại là 0376543958. Số điện thoại này mình có để dưới phía dưới phần mô tả ở dưới clip này các bạn. Hoặc các bạn khi cập vào trang Facebook Tiến Kiệt để hỗ trợ. Một mình nói xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem clip ngày hôm nay của mình. Nhớ nhấn like và nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt các bạn.